xin chào các bác. Hôm nay BH Audio bọn em lên một combo đẩy vang cho anh khách là nhà anh ấy đã có mic và có loa rồi, có súp rồi. Thế là anh chỉ thiếu mỗi cái linh hồn và cái công suất của nó để nó kéo thôi. Bây giờ em đang ghép cho bác cái con vang TD T mã T6 nhá, T6 ca kinh này. Hàng chính hãng của TD nhá. Giá thành hợp lý luôn. Con đẩy bãi LA 400 cộng. Công suất thì 4-500W một kênh, kéo hai đôi 25 thoải mái, một đôi 30, đôi 25 thoải mái anh ạ. Bác cái chơi hai đôi 25. Bác cái đang chơi hai đôi 25 anh em ạ. Đấy, em đang tư vấn cho bác con này nhá. Thì của bộ là cái bộ này nó là cái vang. Đấy, em chất luôn. Vang thì tiếng hay lắm, bây giờ em sẽ test qua một tí nhạc cho các bác nghe thử nhá. Đơn vị mới nhớ mình thương. Em đang đánh với đôi loa DB đây. Bây giờ là lấy bàn giao, các bác nhá. Bây giờ em giao máy cho anh khách đi. Để anh về anh có cái anh đâu? Chơi. Có. Đây. Cứ bật lên là. Đây anh bật điện thoại lên. Anh bật điện thoại lên. Đây là có cả Bluetooth đấy nhá. Ấn vào này. Ấn vào xong. Ấn vào đây. Anh vào cái này. Đây em đang kết nối Bluetooth cho bác ấy. Để bác ấy chơi bằng điện thoại. Đúng rồi. Được chưa anh? Kết nối chưa? Đấy, khi anh kết nối xong thì cái đèn nó sẽ ngừng nhấp nháy. Đó. Anh mở thử nhạc đi. Ok, đã có nhạc. Bắt đầu khi nào nhạc chạy đèn sẽ lại nháy lại này. Đó. À, tôi tắt. Là chạy bằng Bluetooth các bác nhá. Và vòng cuối video xin cảm ơn các bác đã quan tâm đến BH Audio bọn em nhé. Hẹn gặp lại ở video sau ạ. Ở nhà anh